Vô. Đây là video được tài trợ bởi bệnh viện tim Tâm Đức ở gần chỗ của tôi. Vâng, và hôm nay chúng ta tiếp tục tham quan ngôi nhà của bà ngoại Granny. Đấy, đập mặt tôi không thương tiếc. Là người dưng. Và trong tập này thì sẽ xuất hiện một gương mặt mới, chính là Grandpa, ông ngoại ma. Và thấy đây, tôi đang bị hai ông bà đó chở về nhà. Tình hình đây là map hoàn toàn mới nên là tôi sẽ bị hành thấy mẹ trong ngôi nhà này. Ok, bắt đầu nào. Jesus Christ. Ok. Để phòng gì đây? Ồ. Holy shit. Fuck! 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 Oh! Fuck! Sao ông ngoại xuống, ông bà ngoại vẫn còn trên đó? The fuck? Ông ngoại ra nhanh vậy à? Ngoài đâu? Ok, bà kìa. Oh, what the fuck, boy? Sao ông ngoại ngu mà ngoại đéo ngu thế là được phức. Jesus fucking Christ. Bà lùa kìa. Bà lùa kìa. And we'll all. Ho 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 ho, bitch. Quick. Tụi éo hụt đường ở đây. The fuck? I see you. See what? Onii-chan, I have a dick. Hay quá, hai ông bà bị lừa. Fuck. Holy shit, âm thương. What the fuck. Thôi là tôi chơi cái chế độ mà. À! What the fuck. Nani? Oh, what the fuck? Ơi! Mày không thoát được đâu con trai.
Toby không tình yêu. Trời ơi, ông chơi hai đường luôn chứ, phờ lờ chứ. Holy shit. You don't see me. I'm John Cena. The fuck. Thấy em vậy? The fuck. Ôi giời ơi. Xe máy lồ thì mẹ. Với thằng con này thì mẹ mày tuổi lồn. Surprise motherfucker. Rip. Thôi xong rồi. Trời ơi. Bấm nút chi không? Vô đây ngồi luôn rồi. Đậu. Tha đi. Tha đi mà. Yamete kudasai.